Có thể bạn chưa biết, Cao Bá Quát bị khép tội tử hình vì sửa bài thi. Cao Bá Quát là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam. Từ khi còn nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, can đảm, giỏi thơ văn, cương trực. Năm 1841, đời vua Thiệu Trị, khi có quan tỉnh Bắc Ninh tiến cử, Cao Bá Quát được triệu vào kinh đô Huế làm hành tẩu ở bộ lễ. Đây là một chức quan nhỏ, có nhiệm vụ truyền đạt các mệnh lệnh của vua hay quan thượng thư. Tháng 8 năm 1841, Cao Bá Quát được bổ làm sơ khảo trường thi Hương Thừa Thiên. Lúc chấm bài, thấy 24 quyển viết hay nhưng lỡ phạm húy. Ông bàn với bạn đồng sự và đậu cử nhân cùng khóa là Phan Nhạc, lấy muội đèn làm mực chữa lại. Trong 24 người này, có 5 thí sinh đỗ cử nhân. Sự việc bị phát giác, ông bị tống giam vào ngục. Bộ lễ và viện đô sát lôi ra đánh đập và tra xét. Cao Bá Quát nhận tất cả. Tôi thấy các bài hay xứng bút làm vậy, chứ không ai gửi gắm, dặn dò gì cả. Cao Bá Quát và Phan Nhạ bị khép vào tội tử hình. Khi đưa án lên, vua Thiệu Trị phán rằng chọn người tài giỏi là một điển lễ long trọng. Bọn Quát dám làm trái phép như thế, khép vào tội nặng cũng đáng. Xong, ta nghĩ cho sự khờ dại mà làm ra, chứ không có tình tiết gì khác, còn có thể khoan tha cho tội xử tử. Vua Thiệu Trị thương tình đã giảm cho hai ông tội chém đầu xuống tội giảo giam hậu, tức là giam lại chờ ngày bị thắt cổ. Được chết toàn thây, kể như tội nhẹ hơn. Vua ban lệnh cho gọi 5 người được chấm đỗ phải thi lại. Nếu đúng văn khá, đáng được đỗ sẽ phong hạng cử nhân. Trong 5 người thi lại, có 4 người thi đỗ. Chỉ duy nhất Phan Văn Trị bị hỏng, sau cùng đổi thành dương trình hiệu lực phục vụ quân thứ, nghĩa là xung vào lính đi nước ngoài lấy công chuộc tội. Cao Bá Quát bị giam gần 3 năm. Tới năm 1843, ông cùng Đào Chí Phú đi công cán đến Indonesia để lập công chuộc tội. Chế độ thi cử triều Nguyễn nói chung và thời Thiệu Trị nói riêng rất nghiêm, nhưng việc giảm án và việc bản án được trì hoãn qua nhiều ngày tháng cũng cho thấy vua triều Nguyễn quý trọng người tài. Nhiều người biết đến Lê Quý Đôn, sinh năm 1726, mất năm 1784, là một vị quan, được mệnh danh là nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến. Ít người biết rằng, ông có một việc làm đáng xấu hổ là liên quan đến vụ gian lận trong thi cử giúp con trai ông đỗ đầu. Lê Quý Đôn nhờ có nhiều công lao, được chúa Trịnh thăng chức bồi tụng là một chức quan to trong triều. Chỉ dưới tham tụng, tức tể tướng một bậc. Tháng 10 năm 1775, triều đình tổ chức khoa thi hội. Lê Quý Kiệt là con trai của Lê Quý Đôn tham gia thi. Ngày báo kết quả, Lê Quý Kiệt đỗ đầu. Chúa Trịnh Sâm bàn truyền cho khảo quan đem bài thi của Lê Quý Kiệt xét lại và phát hiện thấy bài chữ viết của Đinh Thời Trung thì đề tên Lê Quý Kiệt, còn bài của Lê Quý Kiệt thì chữ của Thời Trung. Việc đánh cháo bài thi thế là bị lộ. Đinh Thời Trung phát giác ra bức thư gửi gắm của Lê Quý Đôn ở Lê Quý Kiệt, tố cáo Lê Quý Đôn chủ mưu trong việc đổi quyền thi. Cả hai đều bị hủy bỏ kết quả thi, tức hết bằng cấp. Đinh Thời Trung nổi tiếng thông minh, được chúa Trịnh Sâm quý mến, bị xử đày ra tận vùng Hải Đông. Còn Lê Quý Kiệt bị đuổi về Diên Hà, Thái Bình làm dân thường và cấm không được thi. Đại thần Lê Quý Đôn lại bổ tả Thị Kiêm quốc sử quán tổng đài, vì chuyện của con phải chuyển về phủ Thuận Hóa, nay là Quảng Trị, Quảng Nam, giữ chức hiệp trấn tham tán quân cơ. Ông lập công chuộc tội bằng cách
viết được cuốn sách Phủ Biên Tạp Lục. Tập bút ký ông viết về Đàng Trong. Thời đó, khoa cử 3 năm mới tổ chức một lần, tỷ lệ số người đỗ mỗi khoa lại rất ít. Người đỗ dân vọng cao, quyền uy nhiều, cho nên người học trò đi thi rất dễ bị cám dỗ, miễn sao chống được thi đỗ để ra làm quan. Vì vậy, triều đình luôn đề cao tính nghiêm minh, công bằng trong thi cử. Bị xếp tội thất cổ chết vì tự ý sửa điểm bài thi. Vì sửa điểm mà tiến sĩ Ngô Sách Tuân, mặc dù là bậc đại khoa, công thần của triều đình đương thời, vẫn bị thất cổ chết. Ngô Sách Tuân, sinh năm 1648, mất năm 1697, là người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, nay thuộc xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng bậc nhất lúc bấy giờ. Bản thân gia đình Ngô Sách Tuân có cha và anh trai cùng đỗ tiến sĩ và làm quan to trong triều. Ông đỗ tiến sĩ năm Bính Thìn 1676, đời Lê Hy Tông khi 29 tuổi, làm quan tới chức lại bộ hữu thị lang. Khi trấn giữ vùng Lạng Sơn, ông đã lập công lớn trong việc dùng mưu bắt được Dư Đảng nhà Mạc, lệnh trấn tận Trung Quốc. Nhưng chỉ vì một sai lầm trong việc chấm bài thi mà cuộc đời cũng như danh tiếng của ông đã tiêu tan thành bọt nước. Không những phải mất mạng, Ngô Sách Tuân còn để lại một vết đen trong lịch sử khoa bảng nước nhà. Câu chuyện này đã được sử sách ghi lại khá tỉ mỉ. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục quyển 34 chép lại nội dung câu chuyện này như sau. Lúc bấy giờ, tức năm 1696, Ngô Sách Tuân đương giữ chức phó chủ khảo trường thi ở Thanh Hóa. Trước khi đi Thanh Hóa, Ngô Sách Tuân có đến gặp quan tham tục Lê Hy. Ông này là người Thanh Hóa để chào từ biệt. Trong buổi gặp gỡ đó thì Ngô Sách Tuân mới biết trong đợt thi này, các con của tham tụng cũng tham gia. Lê Hy bèn đem hình dáng giấy đóng quyển thi của các con mình cho Ngô Sách Tuân biết là giấy vùng Thanh Hóa và có ý nhờ giúp đỡ. Vốn là người có hiềm khích với Lê Hy trước đây, nên Ngô Sách Tuân cũng muốn nhân dịp này để xóa bỏ ân oán nên đã nhận lời. Số là tháng 7 năm 1694, Ngô Sách Tuân tố cáo Lê Hy lên triều đình về chuyện ông này lén lút đưa người con là Lê Thuyên và học trò là Tô Hinh vốn không có năng lực vào quan trường. Sự việc được tấu trình lên, nhưng nhà vua xét thấy không có đủ bằng cớ để kết tội Lê Hy nên đã giáng chức Ngô Sách Tuân. Hai người giữ mối hiềm khích kể từ đó. Chính vì thế, khi nhận được sự gửi gắm của quan tham tụng, ông cũng muốn dựa vào việc này để hóa giải hận thù giữa hai bên. Tuy nhiên, trong kỳ thi đó, các con Lê Hy không đỗ nên ông đã lấy những quyển thi bị đánh hỏng đó đưa cho các quan giám khảo, bảo họ phê lấy đỗ. Sự việc này không qua mắt được quan đề điệu trùng thi, tức quan chủ khảo là phó đô ngự sử Ngô Hải. Tuy nhiên, ông này hứa sẽ giấu kín chuyện. Thế nhưng việc này bị quan tham chính là Phan Tự Cường phát giác bèn tâu lên. Triều đình giao cho các quan văn võ họp bàn, khép Ngô Sách Tuân vào tội dạo, nghĩa là bắt phải thất cổ mà chết. Ngô Hải vì không biết lòng chính trực nên bị bãi chức. Các quan giám khảo và phúc khảo đều bị phạt. Còn người tố cáo là Phan Tự Cường được thăng chức thiêm đô ngự sử. Thank you.